Toàn cảnh chiến sự nga ukraine trưa chiều 27 tháng 9. Nước thân nga giáng đòn vào putin do tên lửa nga cho mỹ và đóng băng hàng loạt tài khoản phát điện kremlin chán vắng. Tại chiến trường, quân đội ukraine cắt đứt móng vuốt của quân nga ở ngưỡng thành phố uleda. Ukraine giáng đòn chí mạng radar zuphod của nga bị phá hủy trong cuộc tấn công chính xác. Tình huống nguy hiểm, máy bay không người lái Nga áp sát nhà máy điện hạt nhân Rivne của Ukraine. Một số tin tức đáng chú ý khác. Quốc hội Đức đồng ý tăng viện trợ quân sự cho Ukraine thêm 400 triệu euro. Lữ đoàn phương Bắc Ukraine được thành lập với sự giúp đỡ của các nước Scandinavia. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Nước thân Nga gián đòn vào Putin, do tên lửa Nga cho Mỹ và đóng băng hàng loạt tài khoản khiến điện Kremlin chán vắng. Theo quý vị, truyền thông Hy Lạp loan tin rằng một quốc gia có quan hệ thân cận với Moscow đã dùng tên lửa S-400 được Nga cung cấp để đổi lấy món quà quý từ Mỹ. Truyền thông Hy Lạp và Nga gần đây rộ lên thông tin là Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ dán hai đoạn liên tiếp nhằm vào Moscow, từ New Arab vào ngày 25 tháng 9 đưa tin. Báo cáo tin tức do truyền thông Hy Lạp đưa ra cho biết, Mỹ đã đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ bàn giao hệ thống tên lửa S-400 của Nga hoặc đặt chúng dưới sự giám sát của Washington tại căn cứ không quân Salik, đối lại thì Ankara sẽ được tái gia nhập chương trình tiêm kích tàng hình F-35 và dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Theo tờ Kati Marini của Hy Lạp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong chuyến thăm công du tới Mỹ để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York đã khôi phục các cuộc thảo luận về lệnh trừng phạt của Mỹ theo đạo luật CAASA, đạo luật chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt. Trước đó, trong tuyên bố đưa ra vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Fidan đã chỉ ra rằng cả hai bên đang nỗ lực hướng tới một giải pháp sáng tạo liên quan tới hệ thống tên lửa S-400 mà Nga cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tờ Cathy Marini cho biết trong khuôn khổ thảo luận, các quan chức Mỹ đã đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bàn giao S-400 cho Washington hoặc đặt chúng dưới sự kiểm soát của Mỹ tại căn cứ Insulik. Những diễn biến này khiến cho Athens lo ngại, giới chức Hy Lạp cho rằng khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tái gia nhập chương trình F-35 có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Thủ tướng Hy Lạp từng nêu những lo ngại này với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp ngày 5 tháng 9. Ankara tham gia chương trình F-35 vào năm 2002 và nhận chiếc tiêm kích tàng hình đầu tiên vào năm 2008. Tuy nhiên, sau khi nước này đặt mua tên lửa S-400 từ Nga vào năm 2019, Mỹ đã quyết định gạch tên Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình F-35 và dừng việc chuyển giao máy bay, ngay cả những chiếc đã đặt hàng. Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn TASS của Nga vào ngày 20 tháng 9 đưa tin rằng một loạt ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang có kế hoạch ngừng giao dịch với Nga và Belarus dường như nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan tới các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo TASS, một loạt ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ có thể dừng giao dịch với các công ty Nga và Belarus, chuyển các giao dịch này sang cho ngân hàng Emlak, Katilim, Bakasi, Thổ Nhĩ Kỳ độc quyền. Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện các cáo buộc rằng nhiều ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ đang gây sức ép lên các công ty xuất khẩu hàng hóa sang nga một số thậm chí còn chặn chuyển khoản và đóng băng tài khoản một số nguồn tin nói với tass rằng ngân hàng elmac katilim bankasi hiện đang được xử lý các giao dịch giữa đồng rút nga và đồng lira của thổ nhĩ kỳ nguồn tin cũng lưu ý hầu như tất cả ngân hàng thổ nhĩ kỳ đều muốn rút hoàn toàn khỏi các giao dịch với nga và belarus để bảo vệ mình khỏi các vấn đề trong tương lai như lệnh trừng phạt và hạn chế họ đang tìm cách chuyển giao tất cả các hoạt động này cho em Katilim bankasi tass cho biết các diễn biến này được ghi nhận sau khi đại sứ nga tại thổ nhĩ kỳ alexei Erkop nói rằng nhiều ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng cản trở các công ty tham gia xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Ông Erkop nói rằng các trường hợp ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ gây sức ép lên các công ty tham gia chuyển hàng hóa sang Nga đã trở nên thường xuyên hơn. Những khách hàng này đang bị lùng tìm một cách tích cực, cách giao dịch chuyển tiền của họ bị chặn hoặc tài khoản bị đóng hoàn toàn. Quân đội Ukraine cắt đứt móng vuốt của quân Nga ở ngưỡng thành phố Uleda. Thưa quý vị, nguy cơ thành phố Uleda ở tỉnh Donetsk sụp đổ là điều sắp xảy ra, có thể trong vài ngày hoặc tuần tới. Deep State cho biết đây là nơi lực lượng Ukraine đương đầu với cuộc tấn công của Nga trong suốt hơn hai năm qua. Ukraine đang lên kế hoạch cho dội đòn hỏa lực phủ đầu để cắt móng vuốt quân Nga ở nơi ngoại ô Uleda. Phát biểu ngày 26 tháng 9, người đồng sáng lập bản đồ chiến tranh trực tuyến Deep State Ruslan Mikula nhấn mạnh để duy trì quyền kiểm soát thành phố của nội Ukraine phải cắt đứt những móng vuốt mà lực lượng Nga đang hình thành bằng cách tiến công từ hai bên. Mikula nói xét về tình hình chung dọc theo toàn bộ khu vực chiến tranh các nguồn lực dự trữ tài sản mà chúng ta có sẽ gần như không thể duy trì quyền kiểm soát ukraine nghĩa là sự sụp đổ của nó chỉ còn là vấn đề vài ngày đến có thể là vài tuần nhưng tôi tin rằng bộ chỉ huy đã có kế hoạch để giữ ukraine chúng ta cần cắt đứt những móng vuốt mà kẻ thù đang hình thành ở hai bên và chúng ta có sức mạnh để cắt đứt những móng vuốt đó ông nói Video do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 72 đưa sang ngày 26 tháng 9 cho biết, quân đội của họ vẫn đang có mặt ở Ukleda bất chấp các cuộc tấn công mạnh mẽ từ Nga. Lữ đoàn này cho biết, tôi muốn làm rõ mọi nghi ngờ và ý kiến của các chuyên gia giả mạo cho rằng Lữ đoàn 72 đã rời khỏi thành phố Ukleda. Chúng tôi vẫn ở đó bất chấp các cuộc tấn công dữ dội và hoàn cảnh khắc nghiệt. Hôm 25 tháng 9, ông Vadim Vilaskin, trưởng cơ quan quân sự của tỉnh Donetsk, thông tin trong chương trình tin tức quốc gia liên tục 24 trên 7 rằng tình hình ở thành phố Ukleda đã leo thang. Các lực lượng Nga đã cố gắng bao vây thành phố và các cuộc chiến đấu ác liệt vẫn đang diễn ra Khoảng 100 dân thường không muốn di tản vẫn còn ở lại nhà. Theo báo cáo, đây không phải là cuộc tấn công của một nhóm địch lớn, mà là một nhóm tấn công nhỏ xâm nhập vào thành phố. Nga vẫn chưa thể giành được chỗ đứng ở ngoài ô Poprov. Họ phải rút trước các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang hoặc đơn giản là chết dưới hỏa lực Ukraine. Một sĩ quan quân đội Ukraine tuyên bố: Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ. Bộ chỉ huy đã có kế hoạch hoặc đứng trước viễn cảnh bị vây chặt trong nồi hầm như Bakhmut hay Abkhazia trước đây, khiến hàng chục ngàn lính nga thiệt mạng hoặc quân xâm lược phải lùi lại và tính các bước đi tiếp theo. Ukraine gián đoạn chí mạng radar ZUPAT của nga bị phá hủy trong cuộc tấn công chính xác. Thưa quý vị, pháo binh tên lửa Ukraine tiếp tục tiến lên những bước dài trên chiến trường. Khi lữ đoàn pháo binh độc lập số 45 đã nhắm mục tiêu thành công vào radar phản pháo Zupark, một M của Nga ở khu vực phía đông được phát hiện bởi trinh sát trên không thì radar đã bị hỏa lực tên lửa chính xác bắn trúng. Với cảnh quay được lữ đoàn công bố trên Telegram cho thấy cuộc tấn công, hệ thống Zubat 1M được bố trí gần một đồn điền rừng và được một máy bay không người lái xác định vị trí. Hai tên lửa đã được bắn vào radar, một tên lửa không trúng đích và tên lửa còn lại rơi xuống gần đó, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Khi xe chiến đấu cố gắng bỏ chạy khỏi khu vực, một đám cháy bùng phát

vào cuối tháng 8, máy bay không người lái trinh sát Shark từ lữ đoàn trinh sát pháo binh số 15 đã chỉ đạo một cuộc tấn công vào một rada zupark M1 tương tự ở Zaprozhia nơi đã bị phá hủy bởi một tên lửa GMLRS. Các lực lượng Ukraine đã liên tục phá vỡ khả năng quân sự của Nga bằng cách loại bỏ các hệ thống pháo phản công quan trọng này. Theo dữ liệu OSIN của Oryx, Nga đã mất một số hệ thống như vậy trong cuộc chiến, bao gồm hai đơn vị zupark 1L219, 4 Radaju Park 1, 1L259 và 14 Radaju Park 1M, 1L261, hệ thống Radaju Park 1 đóng vai trò quan trọng trong trinh sát và kiểm soát hỏa lực pháo binh cho các lực lượng Nga. Theo Military Doctrine, Radaju Park 1 theo dõi quỹ đạo của pháo binh, súng cối và tên lửa đang bay tới, cho phép các đơn vị Nga xác định vị trí hỏa lực của đối phương và điều chỉnh các cuộc phản công của họ. Được lắp trên bệ xích MTLB, radar có thể phát hiện vị trí súng cối 120mm ở khoảng cách lên tới 17km. Lựu pháo ở khoảng cách 12 km và tên lửa phóng từ các hệ thống như BM-21 Grad và BM-27 Uragan ở khoảng cách lên tới 40-45 đến km. Cuộc tấn công mới nhất này vào hệ thống radar Zupark 1M đã hạn chế nghiêm trọng khả năng chống lại pháo binh Ukraine của Nga. Tình huống nguy hiểm, máy bay không người lái Nga áp sát nhà máy điện hạt nhân Ripne của Ukraine. Thưa quý vị, một máy bay không người lái của Nga đã được nhìn thấy bay ở độ cao thấp một cách nguy hiểm, gần nhà máy điện hạt nhân Ripne, tỉnh Ripne của Ukraine. Trong đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25 tháng 9, đại diện của Anna Gortem, công ty hạt nhân Ukraine cáo buộc một lần nữa quân đội Nga gây ra mối đe dọa đối với an toàn của các nhà máy điện hạt nhân Ukraine. Đại diện công ty nhấn mạnh, không ai được phép đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản về an toàn bức xạ và hạt nhân. Trước đó, một máy bay không người lái tấn công đã được phát hiện gần nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky. Theo hình ảnh từ camera an ninh vào hôm 22 tháng 9, các chuyên gia về điện đã ghi nhận hơn 70 máy bay không người lái và hơn 30 tên lửa hành trình của Nga bay gần các lò phản ứng hạt nhân ở Ukraine trong vòng hơn hai tuần qua. Quân đội Nga chưa bình luận về các thông tin này. Không quân Ukraine vào ngày 26 tháng 9 cáo buộc, lực lượng Nga đã phóng 78 máy bay không người lái và 6 tên lửa Ukraine trong đêm trước đó. Máy bay Ukraine, các đơn vị tên lửa phòng không các nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị trác chiến điện tử từ lực lượng phòng thủ Ukraine đã tham gia để lùi cuộc không kích của Nga. Tổng cộng thì các đơn vị phòng không đã bắn hạ 4 tên lửa KH-5969 và 66 máy bay không người lái. 8 máy bay không người lái của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar trên nhiều vùng của Ukraine. Không có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại nào được báo cáo. Một máy bay không người lái đã quay trở lại Nga và một chiếc khác vẫn còn trong không phận ở Ukraine. Quốc hội Đức đồng ý tăng viện trợ quân sự cho Ukraine thêm 400 triệu euro. Vâng kính thưa quý vị, vào hôm thứ Năm ngày 26 tháng 9, Quốc hội Đức đã đồng ý phân bổ thêm 400 triệu euro để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Điều này được công bố trên trang web của Chính phủ Liên bang Đức. Cần lưu ý rằng Đức sẽ cung cấp thêm 170 triệu euro trong thời gian ngắn để khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. vì cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đã gây ra thiệt hại to lớn cho các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Bundestag cũng phê duyệt Tăng kinh phí hỗ trợ quân sự cho Ukraine thêm khoảng 400 triệu euro, người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Gebesre cho biết điều này sẽ cho phép mua thêm thiết bị phòng không, xe tăng, máy bay không người lái, đạn dược và phụ tùng thay thế, giúp tăng cường hiệu quả cho lực lượng vũ trang Ukraine trong việc bảo vệ đất nước của họ. Lữ đoàn phương Bắc Ukraine được thành lập với sự giúp đỡ của các nước Scandinavia, Thưa quý vị, mỗi quốc gia Bắc Âu sẽ được đề nghị trang bị cho một tiểu đoàn Ukraine và các đơn vị trên sẽ hợp nhất thành lữ đoàn phương Bắc. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đề nghị Na Uy tham gia dự án lữ đoàn phương Bắc trong cuộc gặp với giới chức nước này. Cũng trong buổi tọa đàm, Kiev đã kêu gọi người đứng đầu các doanh nghiệp sản xuất vũ khí của Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển hợp tác và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Các công ty quốc phòng và những nước Bắc Âu tham gia dự án lữ đoàn phương Bắc sẽ có cơ hội chứng minh tính hiệu quả đối với vũ khí do họ sản xuất trên chiến trường thực sự. Hãy hợp lực để giành chiến thắng chung, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexander Balanusa nói với những người tham gia sự kiện. Bên lề hội thảo, phái đoàn Ukraine đã có buổi làm việc với đại diện đến từ nhiều công ty công nghiệp quốc phòng, bao gồm Namo, Force Defense, Flea UAS, Kongsbus, Equipnor, Northland và Raymantle. Ngoài ra, các quan chức quân sự Ukraine đã thông báo với đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Na Uy về sự cần thiết tăng cường viện trợ từ những nước đối tác. Hai bên đã thảo luận về vấn đề hội nhập khu vực Euro Atlantic của Ukraine và tăng cường hỗ trợ cho Kiev trong khuôn khổ chương trình Nansen. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy bà Anne Marie Annerød khẳng định Na Uy vẫn cam kết hỗ trợ cho Ukraine. Ý định của chính phủ Na Uy là mở rộng chương trình hỗ trợ Nansen đến năm 2030 và phân bổ thêm 5 tỷ nớc trong năm nay bất chấp mọi sự phức tạp của tình hình trên chiến trường. Chúng tôi tin vào sự chiến thắng của Ukraine. Chính phủ Na Uy gần đây cũng đề xuất tăng hỗ trợ cho Ukraine thêm 5 tỷ đô la Na Uy, tương đương với 425 triệu euro trong năm nay và cung cấp ít nhất 15 tỷ đồng đô la Na Uy, tương đương với 1,275 tỷ euro mỗi năm cho đến năm 2030. Viện trợ của Na Uy được cung cấp trong khuôn khổ chương trình Nansen, đây là thuật ngữ chung để chỉ sự hỗ trợ của Na Uy cho Ukraine cả về quân sự và dân sự và thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức trưa chiều nay của chúng tôi tại đây mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews btva gmail com một lần nữa đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo